Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục gặp video chia sẻ chủ đề Excel trên máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn một số cái thao tác cơ bản để các bạn nhập liệu, nhập một số cái thông tin và các bạn sử dụng Excel, các bạn phục vụ công việc nhé. Đặc biệt là dành cho các bạn mới sử dụng Excel lần đầu để các bạn có thêm thông tin, các bạn tham khảo. Và thì trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ các bạn một số video về cái cách sử dụng Excel ở trên máy tính, các cái thao tác cơ bản, cách các bạn nhập liệu, chỉnh sửa video. Đấy. Về các bạn thao tác một số cái thao tác cơ bản ở trên Excel, và thì các bạn quan tâm có thể truy cập thêm kênh của mình, các bạn tham khảo thêm nhé. Và thì video này cũng từ từ như các video trước, mình tiếp tục chia sẻ các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình đi chậm và chi tiết một chút nhé, để các bạn dễ theo dõi. Và thì trên máy của mình thì mình đang sử dụng cái phiên bản Excel 2016 các bạn nhé. Đây các bạn quan sát trên màn hình này, cái ứng dụng mà có cái màu xanh lá cây, có cái dấu nhân cái chữ X màu trắng ở đây, đấy, có Excel 2016. Chúng ta kích đúp chuột trái vào, chúng ta mở lên. Đó, thì cái giao diện 2016 thì mình thấy cũng khá là đẹp các bạn nhé, có cái màu xanh lá cây. Đó, về cái các cái menu và cái cách sử dụng thì mình thấy cũng giống như các cái phiên bản 2010 và Excel 2013. Đó, cách sử dụng thì hoàn toàn tương tự. Và thì trên Excel thì người ta sẽ ký hiệu các cái hàng và cột các bạn nhé, bởi vì Excel thì chủ yếu là liên quan đến các cái bảng tính và các cái hàm để sử dụng để chúng ta tính toán các cái số liệu là chính. Đó, cho nên là sẽ liên quan đến các cái bảng tính. Thì đối với cột ấy, thì Excel sẽ ký hiệu là các cái chữ cái viết hoa nhé, ví dụ cột A này, cột B, cột C, cột D, cột E, đó cứ tăng dần sang phía bên phải. Còn hàng thì sẽ lấy theo chữ số, đó 1, 2, 3, 4, 5 này, và tăng dần lên phía phía dưới. Rồi thì để cho đơn giản thì mình sẽ lấy một cái ví dụ về cái kẻ một cái bảng và nhập một cái số liệu ở trên Excel để các bạn hình dung cái cách làm nhé. Đấy, sau này các bạn kẻ các cái bảng khác thì các bạn cũng có thể là làm hoàn toàn tương tự. Đó, thì ở đây mình sẽ kẻ một cái bảng các bạn nhé. Đó, một cái bảng tính điểm trung bình của học kỳ, chẳng hạn như là điểm một cái môn học nào đó. Đó, thì ở đây mình sẽ kẻ cái bảng, mình sẽ lấy từ cái cột B và cái hàng thứ tư nhé. Ở đây mình kích chuột ở đây, chúng ta kích chuột trái và nhấn chuột trái để chúng ta kéo lên sang phải, rồi chúng ta kéo xuống để chúng ta bôi đen cái khu vực mà chúng ta cần kẻ bảng. Đó, thì khu vực nào các bạn bôi đen ấy, thì chúng ta sẽ kẻ bảng được nhé. Còn khu vực ở ngoài này mà chúng ta không bôi đen thì chúng ta sẽ không tạo bảng được trên Excel. Thì sau khi bôi đen thì các bạn sẽ vào lại menu Home này. Đó, và các bạn kích vào cái biểu tượng có cái hình vuông đích ở đây này. Đó, phía bên cạnh có cái mũi tên màu đen đấy, màu đen nhỏ, các bạn kích vào cái mũi tên màu đen nhỏ này. Thì lúc này một cái cửa sổ border nó hiện ra ấy, các bạn kéo chuột xuống nhé. Và chúng ta chọn vào cái dòng L border, có chữ ALL đó, đó border. Ở đây có cái biểu tượng hình vuông này và có cái dấu còng nét tiền ở giữa này, và các bạn kích vào đây. Đây, như vậy thì sau khi chúng ta kéo xong ấy thì kẻ xong một cái bảng như thế này. Đó, thì các bạn sẽ bắt đầu nhập liệu vào. Đó, nhưng mà ở đây thì mình sẽ kẻ một cái nền các bạn nhé, kẻ một cái hình nền mình bôi đen là cái bảng này. Đó, chúng ta nhấn chuột trái vào là kéo đây, mình vào lại Home này và biểu tượng hình chữ xô này nhá, và chúng ta kích vào đây. Đó, thì chúng ta sẽ tạo một cái nền cho bảng để khi bảng này nó nổi bật thêm một chút, hoặc là khi chúng ta quan sát thì nó dễ hơn. Thì vấn đề tạo nền hay không thì tùy các bạn nhé. Đây thì mình sẽ lấy một cái màu, chẳng hạn như là màu vàng này, đấy, màu xanh này. Đây mình lấy màu xanh này nhá, xanh nhạt này. Rồi, ở đây mình sẽ đánh cái số thứ tư vào, là số thứ tư là STT. Đó, rồi. Mình sẽ gõ cái điểm vào đây nhá, ví dụ như là họ và tên nhá, họ và tên này. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ ghi họ và tên một cái bảng điểm của sinh viên chẳng hạn, của học viên chẳng hạn, đó hoặc là học sinh đấy. Họ và tên, rồi ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như là điểm mà điểm học kỳ 1 này, đấy học kỳ 1 nhá, điểm mà điểm học kỳ 1 là học kỳ 1 này, rồi điểm học kỳ 2, cái này mình chỉ ghi là điểm nhá. Đấy, rồi bên trước này chúng ta sẽ có là điểm. Đấy, rồi điểm trung bình đó. Rồi cái này thì có thể là cái phần này mình chúng ta làm thì chúng quá trình chúng ta nhập liệu vào ấy, thì cái số cái cột nào bị dư ra hoặc là chưa đúng thì chúng ta có thể xóa đi, hoặc là chúng ta thêm vào là thay đổi thông tin bình thường. Và các bạn nhập liệu giống như ở trên Word nhá, tức là những cái thông tin nào mà không giống nhau thì chúng ta sẽ gõ bằng bàn phím, ví dụ như họ và tên này, các thông tin khác,
Còn những thông tin nào khác nhau thì các bạn có thể là chúng ta copy và chúng ta dán giống như trên Word. Các bạn copy một lần nhưng mà có thể dán nhiều lần đối với cả thông tin nào mà giống nhau. Rồi ở đây mình xóa cái này đi nhá, mình đã ghi là môn học thôi, đó, ví dụ như môn học thôi, môn học, đó, số thứ tự là môn thứ nhất này, đó, rồi môn thứ hai này, đó, thì bây giờ mình sẽ muốn đánh thêm nữa, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân, thì chúng ta cũng bôi đen hai cái ô này thôi, ô 1 và ô 2, để bôi đen thì các bạn chỉ cần nhấn chuột trái vào và các bạn kéo rê là chúng ta sẽ bôi đen được, để đánh Excel, đó, sau đấy chúng ta để con trỏ chuột vào cái góc dưới cùng bên phải này, này. Nó có cái dấu cộng màu đen đấy. Các bạn nhấn chuột trái và kéo xuống đó, thì Excel sẽ đánh cái số thứ tự này cho chúng ta nha. Đó, theo thứ tự tăng dần một đơn vị, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vân vân. Rồi cái phần số thứ tự này thì mình sẽ canh giữa này. Rồi môn học thì ở đây mình kéo giãn nó một chút nha. Các bạn để con trỏ chuột lên phía trên, khi nào mà con trỏ có dấu cộng màu đen ấy, thì chúng ta sẽ nhấn chuột trái, chúng ta kéo rê. Kéo rê sang phải thì cái cột này nó sẽ kích thước cột sẽ tăng lên. Còn các bạn kéo rê sang trái ấy, thì kích thước cột nó sẽ thu hẹp lại. Đó, và tùy từng cái nội dung ở trong cái cột này các bạn có thể là tăng kích thước của cột lên hoặc là chúng ta sẽ thu hẹp lại nha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ canh giữa cái này. Đó, rồi môn học ví dụ như là môn toán này. Đó, tiếp theo là môn lý này. Rồi hóa này. Đấy, văn. Sử, mình sẽ gõ vào luôn nha, sử này, rồi địa. Cái đây là ví dụ như là bảng điểm môn học của một học sinh nào đó chẳng hạn, đấy, hoặc có thể là một sinh viên chẳng hạn như thế. Thì rồi sau khi có cái này thì các bạn thấy rằng là ở ba cái cột bên này này, cột G, cột H và cột I này bị dư ra. Đó thì chúng ta sẽ bôi đen để chúng ta xóa ba cái cột này đi. Đấy, phần nào dư ra thì chúng ta không cần dùng đến các bạn nha. Đó chúng ta để con trỏ chuột vào cái ô đầu tiên, đó, nhấn chuột trái kéo lên sang phải này, kéo xuống này. Rồi thì sau khi bôi đen ba cái cột này chúng ta cũng kích chuột phải lên và chọn vào cái dòng delete nhé, dòng DELETE đó để chúng ta xóa, các bạn kích vào đây delete, tiếp theo nhấn vào OK để chúng ta thực hiện cái lệnh xóa ở trên Excel. Rồi tương tự như vậy ở đây cái hàng thì mình cũng chỉ lấy đến ví dụ là ở đến cái môn thứ sáu thôi, còn số 7 từ cái hàng số 7 cho đến hàng số 11 thì chúng ta không cần dùng đến, chúng ta cũng xóa đi. Thì cách làm cũng giống như là khi xóa cột, các bạn bôi đen nhé, bôi đen cái khu vực này. Đó, tiếp theo chúng ta kích chuột phải lên rồi và chọn vào cái dòng delete. Đó, tiếp theo các bạn nhấn vào OK. Đó, chúng ta sẽ xóa đi cái phần còn bị dư. Rồi tiếp theo là mình sẽ tăng kích thước của cái hàng lên một chút nhé, bởi vì mình thấy cái hàng này nó hơi hẹp và khi chúng ta nhập liệu thông tin thì chúng ta cũng khó quan sát. Đó thì các bạn sẽ bôi đen này, bôi đen cả cái bảng này. Các bạn vào lại menu Home này. Đó, lúc này các bạn quan sát sang bên phải nhé, chúng ta kích chuột vào cái mục là Format này. Đó, thì các cái thao tác ở đây Excel thì chủ yếu là các bạn sử dụng chuột trái là chính nhé. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái hàng đó là row 2. Row 2 cũng là chúng ta sẽ thay đổi kích thước của hàng. Còn cái mục mà column width này, này thì chúng ta sẽ thay đổi kích thước của cột. Đó, ở đây mình thay đổi kích thước của hàng cho nên là mình chọn vào cái mục là row 2. Rồi ở đây Excel để 14.4 thì cái này mình xóa đi nhá và mình sẽ chọn lên khoảng tầm 20 đây, đánh số 20 vào đây. Chúng ta đánh bằng bàn phím nhá và nhấn vào OK. Đó thì kích thước của cái bảng này đã tăng lên. Thì ở đây mình sẽ cho thu hẹp cái này một chút này. Đó, chúng ta sẽ cho cái chữ này nó lớn lên một chút. Chẳng hạn như đây là mình sẽ bôi đen lại này. Rồi vào lại menu Home chúng ta chọn ở đây là phông chữ thăng lumen này. Các bạn đánh vào đây là TIM nha. Đó, TIM thì lúc này Excel sẽ để cho chúng ta cái dòng chữ thăng lumen ở đây luôn. Đó và chúng ta nhấn Enter để bàn phím cho nó nhanh. Đây hoặc là các bạn đánh vào chữ TIM ở đây, các bạn bấm một cái mũi tên đen xỏ xuống ở đây này, các bạn kéo chuột xuống này. Thì thông thường là cái chữ thăng lumen nó nằm ở hàng dưới cùng ở đây. Chúng ta cũng kích chọn vào đây cũng được. Đó. Phông trừ thì ở đây mình lấy 13 nhá, hoặc là 14. Và mình đánh 13 đây và nhấn Enter trên bàn phím. Rồi, mục đích là mình để kéo giãn cái bảng này ra một chút này. Rồi thì sau khi có thông tin thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu điền điểm vào. Đó. Canh giữa này. Chẳng hạn như điểm toán học điểm học kỳ 1 là 8 chẳng hạn đấy, rồi điểm lý 7. Rồi hóa 9. Văn là 7. Rồi sử chẳng hạn như sử là 7.5 chẳng hạn, thì các bạn đánh số 7 và phím dấu chấm lại phím số 5, ta cứ nhập bình thường nhé. Rồi địa chẳng hạn như 9 chẳng hạn. Rồi điểm học kỳ 2 toán chẳng hạn như là 9 này. Rồi lý chẳng hạn như là 8.5 này, các bạn đánh số 8 và chấm số 5. Rồi hóa
8, văn 8, rồi sử 8, địa chẳng hạn như địa là 8.5. Rồi thì sau khi chúng ta có thông tin điểm như thế này thì các bạn mình sẽ bôi đen hai cái cột này nhá, và chúng ta canh giữa này. Đó, rồi điểm trung bình. Thì ở đây cái điểm trung bình này chúng ta sẽ tính ở trên Excel theo cái cách là ví dụ như là điểm học kỳ 1 thì chúng ta lấy hệ số 1. Đó, điểm học kỳ 2 thì chúng ta sẽ lấy hệ số 2. Đó, như vậy là khi mà chúng ta tính điểm trung bình ấy, thì các bạn sẽ lấy điểm hệ số, điểm học kỳ 2 nhân đôi cộng với điểm học kỳ 1 và chúng ta sẽ chia cho 3. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức toán ở trên Excel để chúng ta tính nha. Rồi đầu tiên thì để tính trên Excel thì các bạn phải đánh dấu bằng trước. Ở đây mình đánh dấu bằng nha. Sau khi các bạn đánh dấu bằng ấy, thì chúng ta sẽ bấm vào cái điểm môn toán trước, thì ô đầu tiên là điểm học kỳ 1, các bạn bấm vào cái ô này. Đó, thì trên Excel là người ta sẽ không lấy giá trị mà lấy vị trí của ô thôi. Đó, thì tại cái ô này thì chúng ta sẽ lấy ở cột D nhá. Cột D. Đó, các bạn gióng lên là cột D này và gióng sang bên trái thì là hàng số 5. Đó, cho nên ở đây sẽ lấy là vị trí của ô là D5. Đó, trên Excel sẽ lấy theo vị trí các bạn nhá, không có lấy theo giá trị. Rồi D5. Đó, chúng ta đánh dấu cộng vào. À, D5. Bởi vì là điểm học kỳ 1 lấy hệ số 1 cho nên chúng ta không nhân. Bởi vì nhân với 1 là cũng bằng chính nó cho nên chúng ta để nguyên nhá. Rồi cộng này. Rồi điểm hệ số 2, chúng ta sẽ bấm vào ô tiếp theo. Đó, điểm hệ số 2 thì chúng ta sẽ lấy nhân đôi lên bởi vì hệ số 2 mà. Thì giống nhân ấy, thì ở trong Excel các bạn bấm vào cái phím sao nhá. Phím dấu sao thì để viết cái phím dấu sao này thì các bạn bấm phím Shift và phím số 8 nhá, ở trên bàn phím. Đó, các bạn nhấn cùng lúc phím Shift và phím số 8 để chúng ta viết cái phím dấu sao này. Rồi nhân 2. Đó, trên Excel thì cái dấu nhân được biểu thị bằng cái dấu sao. Đó, như vậy là sau khi các bạn ghi D5 cộng với E5 nhân 2 lên thì ở đây các bạn phải mở ngoặc này. Chúng ta mở ngoặc nha. Và các bạn lưu ý là chúng ta mở ngoặc bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ đóng ngoặc bấy nhiêu. Ví dụ như là các bạn mở ngoặc một lần thì chúng ta sẽ đóng ngoặc một lần. Đó, mở ngoặc hai lần thì chúng ta sẽ đóng ngoặc hai lần, tương tự như vậy. Bên này chúng ta cũng đóng ngoặc ở đây. Đó, thì chúng ta lấy D5 cộng E5 nhân đôi lên thì như vậy là hệ số đây là hệ số 3. Và chúng ta sẽ chia cho 3. Đó, thì trên Excel thì dấu chia thì người ta không đánh dấu chia giống như ở trên Word, mà dấu chia ở trên Excel là cái dấu gạch ngang các bạn nhé, tức là cái dấu gạch chéo á. Dấu gạch chéo thì nằm ở gần cái khu vực của phím, cái phím Shift ở trên bàn phím. Đó, dấu gạch chéo này. Rồi đánh số 3 vào. Và các bạn nhấn Enter. Đấy, như vậy là điểm trung bình ở đây được lấy là 8.6667, rất là dài luôn. Thì sau có cái này rồi thì các bạn sẽ chỉ cần để con trỏ chuột vào góc dưới cùng bên phải và chúng ta nhấn vào đây. Đó, có dấu cộng màu đen, các bạn nhấn chuột trái và các bạn kéo xuống. Đó, như vậy là ở đây chỉ có các cái điểm là ví dụ như là ở điểm lý là làm tròn đến 8 này, còn các cái điểm khác thì lấy cái số thập phân rất là dài. Đó. Đấy, như vậy là các bạn chỉ cần tính một ô thôi và các bạn kéo xuống phía dưới là Excel sẽ tự động giúp chúng ta tính các cái ô còn lại rất là nhanh. Rồi, bước tiếp theo là các bạn sẽ tính cái dấu cân bằng nhé. Gần bằng thì ở đây chúng ta sẽ lấy thường thường là đối với điểm ấy thì chúng ta lấy đằng sau dấu phẩy một chữ số thôi. Đó, ít khi mà lấy hai chữ số. Còn những cái số mà dài như thế này là nó không phù hợp theo với cái yêu cầu các bạn này. Đó, chúng ta lấy đằng sau dấu phẩy một chữ số. Thì ở đến Excel ấy, để lấy gần bằng thì các bạn sẽ sử dụng cái hàm rao nhé. Và các bạn nhìn lên cái, các bạn kích chuột vào cái ô đầu tiên này. Đó, thường thường đến Excel thì khi thực hiện bảng tính ấy, là chúng ta sẽ kích chuột vào cái ô đầu tiên nha, ở cái ô mà chúng ta cần tính đầu tiên. Và những ô còn lại thì chúng ta chỉ cần kéo xuống thôi là chúng ta sẽ thực hiện được. Đó, khi vào cái ô F5 này. Đó, và các bạn nhìn lên cái hàm ở phía trên này nhá. Đó, thì ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ dùng cái hàm rao, thì các bạn đánh cái chữ rao vào đằng sau dấu bằng. Các bạn kích chuột vào cái đằng sau dấu bằng này, chữ rao vào. Đầu tiên là các bạn đánh chữ R. Đó, thì lúc này Excel sẽ đề xuất các bạn những cái hàm ở đây. Và chúng ta sẽ chọn cái hàm rao là cái hàm của chữ R, O, U, N, D này này. Đó, các bạn đánh vào R, O, U, N, D. Cái này các bạn có thể đánh chữ hoa hay chữ thường được nhé. Đó, mình thấy đánh chữ thường vẫn, cái hàm này vẫn thực hiện bình thường. Đó, hàm rao rồi. Thì chúng ta phải mở ngoặc lên. Đó, Shift, phím số 9. Đó, rồi, như vậy chúng ta có hai cái dấu ngoặc đúng không? Đó, thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ đóng hai ngoặc nha. Mở hai ngoặc thì đóng hai ngoặc. Đó, mở ba ngoặc thì chúng ta sẽ đóng ba ngoặc. Tương tự như thế. Rồi, đến đây sau dấu số 3 này chúng ta đánh dấu phẩy này. Đó, đánh dấu phẩy nha. Dấu phẩy là cái phím đằng sau phím chữ M ở trên bàn phím nha. Rồi, dấu phẩy xong thì ở đây nếu mình chọn đằng sau dấu phẩy hai chữ số thì chúng ta đánh số 2 vào đây. Mình lấy ví dụ như vậy. Rồi, tiếp theo chúng ta đánh phím đóng ngoặc. Đóng ngoặc là phím Shift và phím số 0 nha. Vậy như vậy là sau khi các bạn thực hiện xong cái hàm này, chúng ta sẽ nhấn phím Enter trên bàn phím.
Đó, như vậy lúc này Excel sẽ lấy chỉ còn hai đằng sau dấu phẩy hai chữ số thôi. Ở đây là mình đang lấy làm ví dụ cho các bạn. Đó thì lúc này chúng ta chỉ cần để con trỏ chuột ở góc trí cùng bên phải và chúng ta nhấn chuột trái, chúng ta kéo xuống. Đó, như vậy là điểm của chúng ta lúc này nó đã lấy đằng sau dấu phẩy hai chữ số. Bây giờ mình không lấy hai chữ số nữa mà mình lấy một chữ số thì chúng ta sẽ kích vào cái ô đầu tiên này tương tự như lúc này. Và chúng ta sửa lại cái ta xóa số 2 này đi và đánh số 1 vào. Đó, và chúng ta sẽ nhấn Enter trên bàn phím. Đó, như vậy là điểm trung bình lúc này chỉ lấy là 8.7 nữa thôi này. Lúc này mình sẽ kéo xuống này. Đấy, như vậy là 8 này. Cái này là cái điểm mà điểm lý nữa các bạn này, là cái điểm mà sau dấu chấm này là chỉ lấy 8.0. Đấy, nhưng mà ở đây là Excel lấy tròn là 8 luôn. Đấy, như vậy ở đây 8.3, 7.7, 7.8, 7.8.7. Là cái này canh giữa này. Đó, như vậy là mình thấy cái điểm này khá hợp lý rồi đấy. Đó, đúng theo cái yêu cầu khi chúng ta thường thường khi chúng ta đánh điểm trung bình là lấy đằng sau dấu phẩy một chữ số. Rồi, còn thêm một cái thao tác nữa, đó là chúng ta sẽ canh cái bảng này, đó là các bạn sẽ canh chính giữa các cái tiêu các cái thông số ở trong cái bảng này. Đó, ví dụ như các bạn nhìn vào đây này, cái điểm ví dụ như số thứ tự này, môn học này, điểm học kỳ 1, điểm học kỳ 2 là đang nằm ở dưới đáy của ô, đấy nó chưa nằm chính giữa nhé. Thì lúc này các bạn chỉ cần bôi đen cả bảng luôn nhé, chúng ta sẽ định dạng cả bảng. Rồi, bôi đen toàn bộ bảng. Tiếp theo các bạn vào lại menu Home này, các bạn không cái này các bạn chỉ cần bôi đen thôi, các bạn chỉ chuột phải lên là được. Đó, và chọn vào cái mục là Format Cell. Đó, tiếp theo các bạn chọn vào cái mục là Element nha, mình tạm thời đọc như thế nha. Element thì ở dưới này có hai cái ô này, các bạn kích vào ô đầu tiên này, chọn vào dòng Center. Center có nghĩa là chính giữa đấy. Và ô thứ hai cũng vậy, các bạn cũng chọn Center. Center chính giữa. Và tiếp theo các bạn kích vào OK để chúng ta tiến hành thực hiện cái lệnh cài đặt này. Đó thì lúc này tất cả các cái thông số ở trong bảng nó đã nằm chính giữa ô và chúng ta quan sát thì nó đẹp hơn là nhiều. Cái này chúng ta có thể là bôi đen này, chọn in đậm này. Và cái này chúng ta cho lên một chút này. Và tiếp theo ở đây mình sẽ tạo một cái tiêu đề nha. Tạo tiêu đề thì chúng ta sẽ gộp từ cái ô B cho đến ô F. Đó, mình sẽ bôi đen cả cái hàng đây này. Và vào lại menu Home, các bạn kích vào cái mục là Magic Center để chúng ta gộp các ô lại. Đó, chúng ta đã gộp các cái ô từ cái ô B cho đến ô F thành một cái ô dài hơn. Và lúc này các bạn gõ vào đây, đó là điểm trung bình, các bạn gõ vào nhé, điểm trung bình môn học. Đó, mình lấy ví dụ thôi. Đó, như vậy là sau khi chúng ta gõ xong cái tiêu đề này thì các bạn có thể chúng ta chỉnh lại tiêu đề này một chút, bôi đen này, in đậm này, chữ Times New Roman thì các bạn đánh với chữ TIM này. Ở đây thì nó hiện ra chữ Times New Roman luôn, các bạn chỉ cần bấm vào Enter để bàn phím thôi. Đó, phông chữ thì tiêu đề thường thường các bạn sẽ lấy 14 hoặc là 16 nhé. Đấy, thì các bạn đó, nhưng mà đây mình sẽ thường này là 14, 16 thì mình sẽ chọn 14 này. Thì sau khi có cái này chúng ta sẽ kéo lên xuống một chút này. Đó, thì nó sẽ đẩy cái tiêu đề xuống như thế này. Ở cái tiêu đề này các bạn có thể là chúng ta sẽ chọn màu, các bạn vào cái mục A này này, chọn màu cho cái tiêu đề. Chẳng hạn như mình chọn màu xanh chẳng hạn này, cũng khá là đẹp. Đó. Rồi bên này mình sẽ bôi đen cái hàng trên này và chúng ta chọn cái nền. Vào cái hình chiếc xô này, đấy, mình sẽ chọn cái nền cho cái mục này. Tiếp theo cái cột này cũng vậy, bôi đen cái cột này và bấm vào đây. Chọn nền các bạn nhé. Chọn nền thì chúng ta vào cái hình chiếc xô nhé. Còn chọn màu chữ thì chúng ta vào cái biểu tượng chữ A. Đó, vào đây. Chẳng hạn như là cái hình này chẳng hạn này, đây. Đó, để cái bảng của chúng ta nó nổi bật lên chút thì khi chúng ta đọc thì nó sẽ dễ hơn. Rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn một số cái thao tác cơ bản khi các bạn sử dụng Excel để các bạn tạo các cái bảng tính nhập liệu để các bạn phục vụ công việc, và các bạn có thêm thông tin các bạn tham khảo nhé. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn sử dụng Excel trên máy tính thành công nhé. Rồi sau video các bạn có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thêm, các bạn tiếp tục comment dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.